Sau khi mở mắt, đứa tớ của tôi trở thành nữ ma đầu chấp tám. Hoa mắt quá. Mùi vị này là tí linh hồn. Sao lại có chút trơn trượt, mềm mại thế? Xúc cảm làm cái mẹ gì vậy? Đây chuyện gì vậy? Đừng có dí sát vào ta nữa. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh hồi tưởng lại. Trước khi hôn mơ mình nhớ là cô ấy đã phá cửa mà vào, còn nói cái gì đấy rất là khó hiểu. Lúc đó người vẫn bình thường, nhất định sau đó có chuyện gì xảy ra. Sao lại dính lại rồi? Cô ấy đang... Ngửi mình à? Dừng. Dừng lại ngay. Đây là... Muốn mình chạm vào cô ấy sao? Chẳng lẽ... Quả nhiên, thư bị mở ra. Ngon. Tình huống khó khăn nhất xuất hiện rồi. Thật ra Diệp Thần tự gọi thiên thư là tiểu hồn thư. Bên trong chứa bí vật nhiều năm của Diệp Thần. Không đã bị người ta phát hiện, Diệp Thần đã thêm vào cấm chớp biệt tình đại na di cho thiên thư. Ngồi trừ Diệp Thần ra, người khác khi vào thiên thư sẽ bị tẩy não thành. Sao lại bị cô ấy nhìn thấy vậy? Nhưng cô ấy vẫn là người của Yên Nhi, không thể ngồi yên mặc cờ được. Phiền thật đấy. Tỉnh lại đi. Coi như cô may mắn là tôi đụng phải. Nguyên tắc của phương pháp biệt tình đại na di này là khiến linh hồn của con chó dung hợp với linh hồn người sống. Nếu dùng phương pháp thông thường còn ghép thì chỉ làm thương hồn bại phách, biến thành si nhi. Chỉ có thở rút hồn chó ra thôi thì mới có thể hạ cánh an toàn. Cô như thành công rồi. Tướng ngũ này cũng không nhầm rồi. Xem ra cô chịu tội cũng không ít. Cho đỡ cho thiên thư tạo cho cô một giấc mộng đẹp đi. Sau khi tỉnh, thuật thức cổ như là hoàn toàn giải được. Để xem sau khi được tôi giúp cô ấy tỉnh lại thì có giữ bí mật thay tôi được không? Nội dung ở trong thiên thư. Bí mật sao? Làm một chuyến tới phúc thiên động địa đi. Cũng tốt. Trong lúc hai người chưa tỉnh, mình mau đi một chuyến mới được. Không phải giải thích cho đỡ phiền phức à? Cô ấy tỉnh rồi. Sư phụ. Sư phụ đỡ chút xảo 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 xin ngôn mà. Cô nhất định có thể bảo vệ người. Người cùng con đi ngắm hoa đăng được không? Sư phụ, sao sao không muốn ở một mình đâu. Ơi, đợi cô ấy tỉnh lại rồi hẳn đi vậy. Sau đó thì sao? Đây là lý do không mời tôn giả. Lúc vi thần tới, tôn giả đã không còn ở trong thành nữa. Sang mấy, bởi họ là đại đệ tử tôn giả cực kỳ xem trọng, hắn sẽ không ra đi mà không lời từ biệt. Trừ khi người có cấp bích trương tự thành lừa dối tôn giả đi nơi khác rồi. Đây chính là tiểu nhân muốn báo thù. Người thường nghe nói
Có vị nữ tu liều mình cứu tôn giả, sau đó hôn mơ không tỉnh lại. Trương Tự Thành hắn nói miệng chết. Nói đi, tôn giả vì nữ tu mà đi tìm thuốc nên mới đưa cô ta đi rồi. Vậy à, sư phụ vẫn như cũ, vẫn thích thương yếu giúp nhỏ như thế. Bà hả cười rồi. Thay quần áo, thay quần áo. Trẫm sẽ đích thân đi mời sư tôn về thành. Bà hả không thở. Có gì không thở? Bây giờ Hải Khanh muốn làm chủ thay trẫm à? Bây thần không dám, thần tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là tình hình trẫm biết lão tổ huyết hà đã thành toàn năng sinh tử cảnh, hắn ở phía bắc đã công khai chiêu binh mãi mã. Y là có tờ tông với tông môn chúng ta, vậy nên trẫm không thể rời thành. Tiền bố, thiết hạ tướng quân hạ thuần, mạc tướng nghi lệnh. Hạ Ý Khanh, người thầy trẫm đi mời tôn giả về đây. Còn nữa, trẫm muốn người tung tin ra ngồi. Bà hạ cứ yên tâm, đại lục thương nghiêng nhỏ bé như vậy, tôn giả có thể chạy đi đâu được đây? Đâu rồi, chuyện gì thế? Con nhóc này sao lại khó chịu như này chứ? Vì thoát khỏi cô ta, ta phải dùng thuật ẩn nấp của thiên thư. Sao cô ta vẫn còn theo tới đây? Không, không đúng, mùi vẫn còn ở đây. Chẳng phải nguyên nhân khác đều hóa giải rồi sao? Sao lại vẫn còn ở đây? Hết cách rồi. Dù bùa tìm đường này rất quý giá nhưng dùng trên người ngươi. Ta cũng không tính là lãng phí đồ. Hôm nay ta phải tìm được ngươi. Vẫn chưa xong đúng không? Tu sĩ, quả nhiên là ngài ở đây. Ngài như này cô ấy sẽ không thể tìm thấy được đâu nhỉ? Lại nói chắc là yên nhiên muốn cô ta đi theo ta. Nhưng dù có là gì, nguyên nhân gì, ta cũng không thể đưa cô ấy đến hang động Phúc Thiên được. Xin lỗi nhé. Ghét ta như vậy sao? Xin lỗi, đợi hội thiên thư tới tùy tiện lên đài nên nó gây ra rất nhiều rắc rối cho ngài rồi nhỉ? Nhưng ta thật sự muốn cứu ngài. Không, không bằng nói dù ta có chết cũng phải lòng cho ngài được sống tiếp. Thật ra ta không còn nhiều thời gian nữa. Những đứa khi chết, ta có một ý nghiện. Ta đã thử rất là nhiều lần, bây giờ chỉ có ngài mới giúp được ta. Ngài cười ta hiền hạ cũng được, không có tự trọng cũng được. Lấy lại một ít gì cũng được. Trước khi ngài gật đầu đồng ý giúp ta, ta quyết không bỏ cuộc. Cầu xin ngài đó, xin hãy đưa ta theo, giúp ta với. Hãy cứ xem như ta là một con chó đáng thương đi. Cái gì ta cũng làm được.
Hắn xuất hiện rồi, thật tốt quá. Đa tạ, ta thợ sẽ không gây thêm phiền phức nữa đâu. Đúng rồi, ngài thích chó đúng không? Không cần dùng thiên thư, ta cũng có thể hóa thành. Như này cũng được. Hắn vui rồi, đồng ý giúp ta là được. Như vậy sư phụ được cứu rồi. Hả? Tại sao? Lại như vậy? Tại sao nha đầu này chỉ nói có một nửa mà đã ngất đi rồi? Có thứ gì đó đang tiến tới đây. Chấp chính.